kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân, chương trình phát thường xuyên vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, Agribank giảm tiếp 10% so với lãi suất cho vay đang áp dụng. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, đối với khoản vay tại thời điểm 15 tháng 7 năm 2021, Agribank giảm tiếp 10% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ cho vay ngắn hạn có lãi suất từ 5% một năm trở lên và dư nợ cho vay trung dài hạn có lãi suất từ 7% một năm trở lên. Trước đó, Agribank đã hai lần triển khai gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với lãi suất thấp hơn từ 2% đến 2,5% so với lãi suất cho vay thông thường. Bên cạnh đó, Agribank cũng đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ như cơ cấu lại nợ gốc và lãi, triển khai thêm nhiều chương trình tín dụng ưu đãi khác với quy mô hơn 120.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng lớn, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp FDI. Thưa quý vị, thưa bà con, từ 15 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, đối với khách hàng trả lương qua tài khoản, Agribank miễn phí phát hành thẻ chip nội địa khi thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ còn hiệu lực sang thẻ chip. Đối với khách hàng khác, Agribank miễn phí phát hành lại thay thế thẻ từ do hết hạn sử dụng, thẻ bị hỏng. Cùng với đó, từ ngày 5 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, chủ thẻ nội địa Agribank sẽ được giảm 5% phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác trong lãnh thổ Việt Nam. Mức phí cụ thể là 2.850 đồng một giao dịch, chưa gồm VAT. Trước đó, từ ngày 17 tháng 5 năm 2021, Agribank đã miễn 100% phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống Agribank dành cho chủ thẻ khi thực hiện giao dịch tại ATM và trên ứng dụng Agribank e-mobile banking. Ngoài các chính sách chương trình miễn giảm phí và lãi suất cho vay nói trên, Agribank còn áp dụng chính sách miễn phí các giao dịch chuyển tiền để ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19. Với tài khoản mở tại kho bạc nhà nước, Agribank, các ngân hàng thương mại khác và các tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp mở tại địa phương. Thưa quý vị, bà con, từ kỳ sau kê tháng 8 năm 2021, Agribank thực hiện giảm lãi suất thẻ tín dụng còn 11,7% một năm hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Hiện Agribank đang cung cấp cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu Visa, Mastercard và JCB với nhiều hạn mức tín dụng linh hoạt từ 5 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Đồng thời, chủ thẻ nội địa Agribank sẽ được giảm 5% phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác trong lãnh thổ Việt Nam, mức phí cụ thể là 2.850 đồng một giao dịch, chưa bao gồm VAT, khi thực hiện giao dịch từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thưa bà con, trong bối cảnh thế giới, trong nước và ngành ngân hàng gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Agribank đã chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các giải pháp phù hợp với diễn biến thị trường nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021. Đặc biệt, ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi gồm tăng gấp đôi hạn mức chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với quy mô 100.000 tỷ đồng với mức lãi suất phí hỗ trợ tối đa 2,5% một năm, cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô 30.000 tỷ đồng, hỗ trợ mức phí tối đa 2%, cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu quy mô 15.000 tỷ đồng và 300 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng thanh toán điện tử. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Agribank đồng hành cùng bà con nông dân của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.